Chị Vinh xin chào tất cả các em. Các em ơi, thật sự ra là chúng ta đã gặp nhau và rất là nhiều video clip trong tuần rồi đúng không? Và ngày hôm nay chị Vinh muốn có một video clip cũng giống như là một cái lời nói chính thức từ chị Vinh về việc là tại sao chị Vinh dạo này lại không làm nhiều cái video clip liên quan tới các em nữa. Mà chị Vinh chỉ làm clip liên quan tới mẹ bầu nè, liên quan tới dinh dưỡng mẹ bầu nè, không thương các em nữa hay sao? Vậy thì sẽ trả lời câu hỏi đó. Điều đầu tiên là chị Vinh muốn cảm ơn tất cả các em, bởi vì trong khoảng thời gian 2.5 năm chị Vinh làm YouTube thì chị Vinh được nhận rất là nhiều sự ủng hộ từ các em. Cái thứ nhất là các em luôn đồng hành, cái thứ hai là các em luôn là người tạo cho chị Vinh cái động lực để chị Vinh có nhiều ý tưởng để mà làm video clip. Nhưng mà chuyện gì tới thì nó cũng phải tới, có đúng không? Như các em đã biết thì chị Vinh bây giờ đang ở một cái giai đoạn mới, chị sắp sửa trở thành một người mẹ. Cho nên nó là cái việc mà chị quay những cái video clip như là chuyện học đường nè, hay là slam nè, hay là những cái liên quan tới những cái tip nè, những cái mẹo vặt mà liên quan tới tuổi dậy thì nó không còn phù hợp với chị nữa. Nhưng mà là một người sáng tạo của YouTube thì chị không muốn mình làm những cái điều gì đó nó khác với bản thân mình. Hiện tại chị đang là một người mẹ, chị đang trong một cái hành trình rất mới và chị muốn mình được thể hiện và mình được trải nghiệm cái hành trình này. Cho nên chị sẽ thông báo một thông tin chính thức, đó chính là tất cả những video clip trong các playlist liên quan tới chuyện học đường, SOS chị Vinh nghe đây, Toy Playstation nè, rồi tất cả những cái playlist liên quan tới thiếu nhi, liên quan tới con nít, chị Vinh sẽ tạm dừng lại. Tạm dừng lại ở đây để chị Vinh phát triển một số cái playlist mới, một số cái playlist mà trong đó là nó sẽ là hành trình của chị, hành trình của em bé và hành trình của cả gia đình chị. Nói ra thì nó cũng sẽ hơi buồn một tí đúng không? Tại vì trong 2.5 năm vừa qua có rất là nhiều kỷ niệm với chị. Có rất là nhiều video clip triệu view nè, có rất là nhiều những cái khoảnh khắc mà chị được gặp các bạn fan nhí ở phía ngoài nè, rồi những cái lần mà chị Vinh cosplay thành các cái nhân vật cổ tích hay là các cái nhân vật thần tiên á, cũng cảm thấy rất là dễ thương. Nhưng mà bây giờ thì chị sẽ phải tạm dừng hết tất cả và chỉ có một điều thôi, đó chính là chị Vinh mong muốn các em hãy thông cảm và vẫn luôn ủng hộ cho chị. Chị muốn nói tiếp thêm một điều nữa, đó chính là dự định sau này của chị nếu như mà chị không làm về clip thiếu nhi. Thật ra chị mong muốn chị làm một YouTuber có sức ảnh hưởng đối với các gia đình. Tức có nghĩa là chị và em bé của chị sẽ tạo nên những video clip, những content hay là những nội dung mà nó liên quan tới gia đình nhiều hơn. Ví dụ như là chị chơi với em bé như thế nào nè, hay là chị dạy con chị như thế nào nè, hay là em bé chị phạm một cái lỗi thì nếu như mà là một người mẹ thì chị có la rầy như là bố mẹ các em hay không. Thật ra từ đó tới giờ chị toàn làm về tâm lý của các em thôi. Chị chưa bao giờ đứng ở một cái vị trí đó là tâm lý của những người bố người mẹ cả. Cho nên là bây giờ chị sẽ có thể được trải nghiệm cả hai vị trí đó để làm những cái nội dung, những cái video clip. Chị hy vọng là dù nghe nó có hơi xa lạ một chút, nghe nó có vẻ hơi mới mẻ một chút, nhưng mà nếu như mà bạn nào mà thật sự yêu mến chị, thật sự ủng hộ chị thì chắc chắn các em cũng sẽ theo dõi chị trong khoảng thời gian tiếp theo, có đúng không? Thật ra là chị không có muốn nói dài dòng lắm đâu, không có muốn nói nhiều lắm đâu. Chị chỉ muốn nói thật là ngắn gọn, đó chính là chị Vinh sẽ có những chuyên mục mới trên kênh Vinh in Wonderland liên quan tới chị, em bé của chị, gia đình của chị. Và tất cả cái đó tụ chung lại cũng là để phục vụ cho sự giải trí của các em và gia đình của các em. Chỉ đơn giản là như vậy thôi. Và đương nhiên là chị vẫn luôn mong muốn các em hãy ở lại bên cạnh kênh Vinh in Wonderland, ở lại cùng với chị và đồng hành cùng với chị. Ok, còn tất cả những cái playlist liên quan tới kid nè, liên quan tới tuổi teen nè, liên quan tới tuổi dậy thì chúng ta sẽ để đó xem như đó là một cái kỷ niệm. Ai nhớ chị Vinh quá hay là thích những cái phong cách cũ của chị Vinh thì có thể mở ra xem. Nhưng mà bây giờ thì chị Vinh chuẩn bị trở thành một người mẹ rồi.
không có nhí nha nhí nhảnh được nữa, và cũng không có trẻ trâu nữa rồi. Và chị Annie sẽ xem đây là cái video clip cuối cùng chị Annie xưng hô chị với các em, tại vì chị sẽ trở thành người bạn của mọi nhà, cho nên sẽ không có là chị của ai nữa hết á. Nếu như các em thương chị hãy comment cho chị nhiều nhiều, và hãy cho chị biết là các em vẫn sẽ mãi ở bên chị. Ok, cảm ơn các em đã đồng hành với chị trong suốt 2 năm rưỡi vừa qua, và hy vọng là chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau tiếp nữa.